Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Di dân Trung Quốc đã tràn vào Mỹ ngày càng đông qua biên giới ở miền Nam. Thời điểm xe buýt chở di dân từ Venezuela và người Mỹ từ Trung Nam Mỹ bắt đầu xuất hiện trên đường phố New York City vào năm 2022. Đây là bước ngoặt gây ra cuộc khủng hoảng, đè lên các nơi trú ẩn trong thành phố và khơi mào cho các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư, phóng sự do The New York Times ghi nhận. Vào trong lúc thị trưởng Eric Adams và các nhà lãnh đạo thành phố đang tìm cách làm chững lại làn sóng di dân, thì lại có một nhóm di dân khác ít hơn nhưng cũng đang tràn vào thành phố. Nhóm này phần lớn không bị để ý. Hàng ngàn di dân Trung Quốc cũng có mặt ở New York, trong đó có nhiều người nối gót di dân từ Trung và Nam Mỹ, rồi băng qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Tuy nhiên, khi tới New York City, nhiều người đang tận dụng mạng lưới xã hội và gia đình lâu đời ở các nơi có dân Trung Quốc sinh sống từ trước để nhanh chóng hòa nhập, và phần lớn đều là tự lực cánh sinh. Người ta không biết chính xác có bao nhiêu di dân Trung Quốc đã tới New York, nhưng hồ sơ trong tòa án nhập cư tính từ tháng 10 năm 2022 cho thấy tiểu bang New York là điểm đến hàng đầu của họ, với hơn 21.000 hồ sơ cho là di dân Trung Quốc. Tiếp theo là California, theo phân tích của Julia Gillard, phó giám đốc tại Viện Chính sách Nhập cư. Làn sóng di dân Trung Quốc hiện tại đi vào thành phố là lớn nhất trong hơn một thập niên và đánh dấu sự trở lại của làn sóng nhập cư quy mô lớn từ dân Trung Quốc bắt đầu những năm 1980, giúp hồi sinh các khu dân cư đang gặp khó khăn như phố tàu và củng cố các thành trì dân tộc mới hơn ở Flushing, Queens và công viên Sunset Park, Brooklyn. Tuy nhiên, sự hồi sinh của làn sóng di dân Trung Quốc này cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý, một phần vì nó bị lấn át bởi số lượng di dân gốc Mỹ Latin. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của di dân Trung Quốc mới đến hứa hẹn sẽ tác động đáng kể tới New York City và cộng đồng người Mỹ gốc Hoa đông đúc với 590.000 người, là cộng đồng lớn nhất Hoa Kỳ. Sự gia tăng gần đây nhất về số lượng di dân Trung Quốc một phần là do sự thất vọng về các biện pháp phong tỏa ngặt nghèo trong thời kỳ đại dịch COVID-19 của Trung Quốc, cùng với một chính phủ độc tài và nền kinh tế đang ngày càng trì trệ. Hàng loạt bài viết trực tuyến và trên mạng xã hội đưa ra hướng dẫn cụ thể và lời khuyên về cách vượt qua biên giới miền Nam. Trên khắp nước Mỹ, số lượng di dân Trung Quốc tăng vọt, có 52.700 di dân Trung Quốc tới New York mà không có thị thực nhập cảnh hợp lệ ở biên giới đất liền. Trên thuyền và phi cơ trong năm tài khoá 2023 của chính phủ liên bang, hoặc là nhiều hơn gấp đôi con số chỉ mới 2 năm trước đó. Theo phân tích của bà Gillard, thuộc Viện Chính sách Nhập cư, số liệu này không tính cả những người đặt chân tới mà không giáp mặt viên chức biên giới hoặc sau đó lưu trú quá hạn thị thực. Các di dân Trung Quốc vượt qua biên giới miền Nam ngày càng đông đúc, với số lượng mà các viên chức biên giới ở đó gặp phải tăng hơn 6 lần, lên 5.980 người vào tháng 12 năm 2023, từ 950 người một năm trước đó. Tuy nhiên, họ chỉ là một nhóm nhỏ trong số 3.4 triệu di dân vượt biên giới ở phía Nam từ tháng 10 năm 2022, trong đó có hơn 974.000 người Mexico và hơn 410.000 người Venezuela. Wang Chao, 39 tuổi, từng làm nhân viên bảo vệ khách sạn ở tỉnh Hải Nam, là một hòn đảo trên Biển Đông, trước khi rời Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái, thì ông bay tới Thái Lan rồi tới Thổ Nhĩ Kỳ trước khi hạ cánh xuống Ecuador và bắt đầu hành trình dài đằng đẵng về phương Bắc. Ông đã bị sốt xuất huyết và sốt rét trong rừng nhiệt đới ở Panama và sau đó bị đuổi khỏi một chiếc xe vận tải chở di dân ở Guatemala vì tài xế nghĩ rằng có ai đó chửi bới ông ta bằng tiếng Hoa. Cuối cùng thì ông Wang vượt biên qua California, nơi ông cho biết ông bị giới chức biên giới giam giữ trong một thời gian ngắn. Khi được trả tự do thì ông tiếp tục tới Flushing và có mặt tại đó vào tháng 12. Wang đã trả $12 một đêm cho một cái giường tầng trong khu chung cư ở chung với dân nhập cư Trung Quốc khác trước khi rời khỏi tiểu bang để làm việc. Di dân Trung Quốc phần lớn tránh xa những nơi trú ẩn ở New York City. Chưa tới 400 trong số hơn 173.000 di dân vượt qua hệ thống tạm trú của thành phố
tính từ mùa xuân năm 2022 cho biết họ xuất thân từ Trung Quốc theo giới chức thành phố. Ngày nay, hệ thống hỗ trợ Trung Quốc dù không chính thức nhưng phát triển tốt ở New York lại trở thành điểm đến đầu tiên cho làn sóng di dân gần đây. Thượng nghị sĩ tiểu bang là John C. Liu, quản lý khu dân cư trong đó có Flushing, cho biết. Sáu tiểu bang Mỹ đã bị lốc xoáy và mưa đá tấn công. Cư dân tại một số tiểu bang đang vừa kiểm tra thiệt hại nhà cửa của họ, vừa cố gắng dọn dẹp vào cuối tuần này sau khi có vài cơn lốc xoáy xé toạc miền Trung Tây và phá hủy các khu dân cư, làm ít nhất 3 người thiệt mạng, đài CNN đưa tin vào hôm thứ Bảy 16 tháng 3. Lốc xoáy dữ dội, mưa đá trên bình diện rộng và gió giật gây thiệt hại là một phần của những cơn bão kéo dài từ Texas tới Pennsylvania, tàn phá đường xá khắp tiểu bang Ohio, Indiana và Kentucky vào tối thứ Năm, làm cho nhà cửa bị phá hủy, hàng chục người bị thương và hàng ngàn người phải sống trong bóng tối vì mất điện. Nhiều khu vực thị trấn đã bị hủy hoại tan tành, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ ở Indiana và Ohio bắt đầu truy tìm các nạn nhân vào hôm thứ Sáu trong các tòa nhà bị sập để bảo đảm không có ai bị mất tích. Chúng tôi sẽ kiểm tra từng chỗ một, đặc biệt là những nơi bị sập hoàn toàn, Giám đốc Cảnh sát tiểu bang Indiana Duke Carter cho biết trong một cuộc họp báo vào tối thứ Năm. Tại Winchester, Indiana, thì một cơn lốc xoáy cấp độ EF3 đã tàn phá 22 căn nhà và làm hư hại nặng 110 căn nhà khác. Các viên chức cho biết hôm thứ Sáu có 38 người bị thương do lốc xoáy, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đó là một trong hơn nửa chục cơn lốc xoáy đang tấn công vào 6 tiểu bang của Hoa Kỳ. Có tới phân nửa số lượng nhà cửa ở Selma, thị trấn có khoảng 700 người dân, gần Winchester cũng bị hư hại. Cơ quan quản lý khẩn cấp EMS quận Delaware cho biết, một cơn lốc xoáy cấp độ EF3 dữ dội khác cũng tấn công quận Logan, tiểu bang Ohio gần đó, làm ít nhất 3 người chết và nhiều người bị thương, theo cảnh sát trưởng quận Logan Randall Dodds. Dodds nói với đài CNN rằng ông tin rằng số lượng tử vong có thể tăng lên khi lực lượng ứng cứu đầu tiên tiếp tục tìm kiếm trong đống hoang tàn. Lực lượng cảnh khuyển sẽ được điều động để giúp tìm kiếm cư dân có thể còn bị bỏ lại sau cơn lốc xoáy. Giới chức cũng sẽ khai triển dụng cụ hạng nặng để lôi đống gạch vụn ra khỏi những căn nhà bị phá hủy, Dodds cho biết. Tại những nơi khác ở Ohio, từ một cơn lốc xoáy tấn công quận Mercer làm ảnh hưởng tới phần lớn đất nông nghiệp và làm hư hại ít nhất một căn nhà và một chuồng nuôi heo, Mike Robbins, giám đốc quản lý tình trạng khẩn cấp của quận, nói với CNN qua điện thoại. Ở miền đông thì một cơn bão làm hư hại một số căn nhà, Mobile và có 3 người bị thương nhẹ, Robin cho biết. Giới chức cho biết tình trạng khẩn cấp được ban bố ở Kentucky, nơi mà 100 tòa nhà và hạ tầng cơ sở khác có thể chịu thiệt hại đáng kể vào tối thứ Năm. Cùng với lốc xoáy thì mưa đá lớn cũng trút xuống một số nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão. Ở O'Fallon, Missouri, người ta thấy hạt mưa đá có kích cỡ bằng trái táo. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, cảnh sát tiểu bang Indiana ghi nhận có nhiều tảng mưa đá lớn sau khi một cơn lốc xoáy được cho là ập xuống khắp nơi trong quận Jefferson vào hôm thứ Năm. Nancy Brentinger sinh sống tại Lakeview, quận Logan, từ những năm 1960 không thể tin được những thiệt hại mà bà đã chứng kiến sau khi lốc xoáy ập tới. Văn phòng cơ quan thời tiết quốc gia xác nhận một cơn lốc xoáy cấp độ EF3 tấn công Lakeview. Khi cảm thấy mưa đá bắt đầu nặng hạt rồi ập lên nhà mình, thì Brentinger cho biết bà đóng cửa lưới rồi chạy thật nhanh tới phòng khách, thì cảm giác như mái nhà sắp sụp xuống. Sau khi tạnh mưa thì Brentinger cầm đèn pin bước đi trong màn đêm rồi phát giác ra nhà kho của hàng xóm nằm đè lên nóc nhà của bà. Brentinger cho biết khu dân cư nơi bà ở trước đây cũng từng bị tàn phá nhưng chưa bao giờ giống như thế này. Cộng đồng đang khổ sở với tàn dư của cơn lốc xoáy. Brentinger cho biết bà thấy người ta bày tỏ tấm lòng độ lượng trong suốt thời gian hứng chịu thiên tai. Hàng xóm chia thức ăn và nước uống cho nhau hoặc giúp sức nhau cách này hay cách khác. Nhưng tất cả sẽ được gây dựng trở lại, bà nói.
Bóp cổ vợ tới chết, một bác sĩ ở San Clemente lãnh ít nhất 15 năm tù. Bác sĩ chữa trị hiếm muộn ở San Clemente đã bị kết án 15 năm tù tới chung thân vào hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 3 vì giết vợ, theo City News Service. Tháng 12 năm ngoái, bị cáo Eric Scott Seals, 58 tuổi, bị kết tội là bóp cổ bà Susan Stephanie Asuaga Seals, 45 tuổi, tới chết tại nhà của họ ở San Clemente vào hôm 13 tháng 11 năm 2016. Hôm đó thì ông Seals tắt qua tắt lại bà Seals trước khi bóp cổ bà tới chết, rồi cố dàn dựng hiện trường như thế, như thể là bà bị té lầu. Bà Jennifer Walker, công tố viên Orange County, cho buổi thẩm đoàn hay tại phiên tòa xét xử, nhưng luật sư của ông Seals nghi ngờ cuộc điều tra không trung thực và quả quyết rằng bà Seals vốn bị bệnh nhức đầu, té lầu và chết vì chấn thương cột sống. Khi cảnh sát và nhân viên cứu nạn tới nhà của ông Seals sáng sớm hôm đó, thì ông nói với họ là ông thức dậy mà không thấy bà vợ, bệnh lý của Orange County cho hay. Ông Seals khai sau đó ông thấy vợ nằm chết dưới chân cầu thang, dường như do bị té lầu, theo bệnh lý cuộc. Sau khi điều tra và giáo nghiệm tử thi tháng 11 năm 2017, cơ quan công lực Orange County xác định ông Seals giết vợ. Bác sĩ Seals là giám đốc y tế trung tâm điều trị hiếm muộn ở Casper Center for Advanced Genetics. Bà Seals đồng sáng lập trung tâm này. Tại phiên tòa kết án vào hôm thứ Sáu, ông Seals được trừ 93 ngày bị giam. Mỹ đã biến máy bay ngựa thồ thành oanh tạc cơ. Không quân Mỹ trang bị bệ phóng tên lửa trong máy bay vận tải như dòng C-17 để biến chúng thành oanh tạc cơ có khả năng tấn công mạnh. Không quân Mỹ mới đây công bố một số hình ảnh binh sĩ chất bệ phóng tên lửa lên vận tải cơ C-17 và MC-130J trong cuộc tập trận tại địa điểm không tiết lộ ở Tây Nam châu Á. Cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ sáng kiến mang tên Rapid Dragon của Không quân Mỹ nhằm xem xét tính khả thi và lợi ích tác chiến của việc dùng các máy bay vận tải sẵn có để triển khai vũ khí tầm xa. Theo sáng kiến này, thì tên lửa hành trình sẽ được đưa vào bên trong các thùng hàng theo quy chuẩn để đưa lên vận tải cơ. Khi đạt tới độ cao nhất định, máy bay sẽ thả thùng hàng để thực hiện đòn tập kích. Thùng chứa được hãm bằng dù để tăng giãn cách và bảo đảm an toàn cho phi cơ, rồi treo lơ lửng với phần mũi tên lửa hướng xuống phía dưới. Quả đạn sau đó tách khỏi thùng và lao về phía mục tiêu. Kể từ đầu năm 2020, Bộ Tư lệnh Cơ động Trên không AMC là cơ quan phụ trách hoạt động vận tải và tiếp liệu của Không quân Mỹ đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm về việc thả các bệ phóng tên lửa hành trình thật và mô phỏng từ các dòng máy bay chở hàng như C-17 và MC-130J. Cơ quan này hồi tháng 9 năm 2023 đã dùng phi cơ C-17 để phóng một quả tên lửa hành trình AGM-158 JASSM-OER trong cuộc tập trận ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tướng Michael Minahan, chỉ huy AMC, cho biết đòn đánh đã phá hủy mục tiêu và được thực hiện rất thành công. Ngoài vũ khí như tên lửa hành trình thì Không quân Mỹ còn có kế hoạch triển khai các thiết bị cảm biến và hệ thống tác chiến điện tử lên vận tải cơ. Bên cạnh tấn công mục tiêu, chúng tôi còn có thể triển khai mồi nhử, thiết bị gây nhiễu và hệ thống cảm biến với chức năng tìm kiếm, sóng vô tuyến và hỗ trợ hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ông Minahan năm ngoái cho biết. Giới chức Mỹ cho biết, máy bay vận tải MC-130J và C-17 được chọn để tham gia sáng kiến Rapid Dragon vì việc hoán cải chúng thành oanh tạc cơ không yêu cầu phải chỉnh sửa hay huấn luyện nhiều như với các dòng khác. Cái hay ở đây là chúng không phải đòi hỏi phải tiến hành bất kỳ sửa đổi nào với máy bay. Trung tướng Jim Slipher, người khi đó là phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Mỹ, nói hồi đầu năm 2022, phi hành đoàn cũng không cần phải tham gia bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào cả. Vận tải cơ MC-130J có thể đạt độ cao 8.500m, sở hữu tầm bay hơn 4.800 km và tải trọng 19 tấn, có khả năng mang theo số lượng vũ khí tầm xa tương đương với máy bay ném bom B-52, khả năng cất hạ cánh ở nhiều địa hình, kể cả trên bãi biển, sa mạc và đường cao tốc là các tính năng nổi bật khác của MC-130J. MC-130J là mẫu phi cơ hoàn hảo cho nhiệm vụ này
vì nó có thể hạ cánh xuống các đường cao tốc và bãi đáp thô sơ. Điều mà anh Tucker không làm được, Trung tá Valerie Knight, chỉ huy không đoàn 352 của Mỹ nói hồi tháng 11 năm 2022. Vận tải cơ C-17 có biệt danh là ngựa thồ, có tải trọng lên tới hơn 77 tấn. Được thiết kế để vận chuyển thiết giáp, xe tải, xe kéo hoặc là hơn 100 lính dù, mẫu phi cơ này có thể mang số đạn chính xác tầm xa nhiều gấp 3 lần so với máy bay B-52. Trang bị bệ phóng tên lửa cho máy bay vận tải sẵn có được đánh giá là giải pháp rẻ tiền hơn nhiều so với biên chế thêm oanh tạc cơ, giúp khung quân Mỹ có thể nhanh chóng tăng cường năng lực tập kích tầm xa trong trường hợp xảy ra xung đột lớn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến cho Mỹ bị thiếu vận tải cơ để làm nhiệm vụ vận chuyển nhân lực, khí tài. Phương pháp trên cũng đặt ra nhiều thách thức về hậu cần cho không quân của Mỹ, do lực lượng này sẽ phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho nhiều máy bay chiến đấu hơn. Mỹ tìm mua 3 triệu thùng dầu cho kho dự trữ chiến lược. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết số lượng dầu được mua trên sẽ được giao vào tháng 8 và tháng 9 năm 2024. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 14 tháng 3 thông báo nước Mỹ đang tìm cách mua 3 triệu thùng dầu cho kho dự trữ dầu chiến lược SPR trong bối cảnh một địa điểm lưu trữ tạm ngừng để bảo trì đã làm giảm tốc độ bổ sung kho dự trữ. Bộ trên cho biết số lượng dầu được mua trên sẽ được giao vào tháng 8 và tháng 9 năm 2024. Bộ Năng lượng Mỹ đã đưa ra các lời chào mời để mua 1,5 triệu thùng dầu bổ sung cho kho dự trữ Bayou Chucto, Louisiana, đã được bảo trì trong năm nay. Bộ cho biết lời chào mời khác với số lượng tương tự cho kho Bayou Chucto sẽ được đưa ra vào ngày 21 tháng 3. SPR có tổng cộng 4 địa điểm lưu trữ dầu trên bờ biển của hai bang, nơi máy bơm và các thiết bị bằng thép khác thường xuyên tiếp xúc với môi trường, có độ ẩm và độ mặn cao. Việc bảo trì kéo dài tuổi thọ tại các địa điểm Bayou Chucto và Bryan Mount, Texas trong năm nay đã làm chậm quá trình bổ sung SPR sau khi chính phủ gồm Joe Biden tiến hành đợt bán 180 triệu thùng lớn nhất từ trước đến nay từ SPR vào năm 2022. Đợt bán hàng đó là một nỗ lực để giá dầu giảm sau khi xung đột tại Ukraine xảy ra. Chính phủ Mỹ muốn mua lại dầu ở mức 79 đô la một thùng và nếu gia tăng cao hơn, điều này có thể gây khó khăn trong việc bổ sung dầu cho SPR. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 4 năm 2024 đã tăng 1,54 đô la, tương đương với 1,9%, lên 81,26 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2023 trong phiên ngày 14 tháng 3. Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ mới đây công bố số liệu cho thấy sản lượng dầu và khí đốt của Mỹ đang tiếp tục tăng lên, trong khi giảm giá từ các mức rất cao ghi nhận vào giữa năm 2022 sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra, khiến cho lượng dầu và khí dự trữ tăng lên. Mỹ công bố người trúng số gần 1,8 tỷ đô la. Công ty xổ số California công bố tên của chủ nhân tấm vé trúng giải độc đắc gần 1,8 tỷ đô la sau 5 tháng quay thưởng. Công ty xổ số California ngày 15 tháng 3 thông báo Theodorus Trusk là người đại diện cho nhóm mua tấm vé độc đắc trong cửa hàng tạp hóa Midway ở Fairview Parkway quay thưởng ngày 11 tháng 10 năm 2023 với giá trị là 1,765 tỷ đô la. Số trúng giải là 22, 40, 52, 64 và số Powerball là 10. Đây là giải độc đắc cao thứ hai trong lịch sử Powerball với giá trị tiền mặt thực lĩnh 774,1 triệu đô la. Trước đó, giải độc đắc Powerball lớn nhất lịch sử là 2,04 tỷ đô la trong kỳ quay thưởng ngày 8 tháng 11 năm 2022, thuộc về Edwin Castro cũng sinh sống ở California. Chúng tôi công bố người may mắn giành những giải thưởng lớn thế này nhằm mang lại hy vọng và giấc mơ cho người mua xổ số rằng họ có thể là người tiếp theo. Giám đốc công ty xổ số California Harinder Seguil Chaima nói, cửa hàng tạp hóa Midway nhận được 1 triệu đô la vì đã bán ra tấm vé may mắn. Powerball được chơi tại 45 tiểu bang của Mỹ, thủ đô Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Xác suất trúng giải là 1/292,2 triệu. Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ 6 gọi là Powerball được chọn trong một dãy khác,
từ 1 đến 26. Mỗi vé có giá là $2. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp, mong quý vị comment ở bên dưới và đừng quên nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.